Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với cái series hướng dẫn tuyển thủ, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chạy cái nhiệm vụ nhà thám hiểm ha. Level 10 anh em, cái nhiệm vụ cực kỳ khó. Thì bản thân mình cũng chưa có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa. Bây giờ bắt đầu mình làm ha. Thì mình làm được cái nào mình sẽ hướng dẫn anh em cái đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm đại ngư, thu thập cảnh đẹp Sulan. Bay đi. Sao bây giờ lại tiết rơi nhỉ? Mấy cái này anh em đọc cho kỹ nha. Trong ngoài thành này đều náo nhiệt như thế, quả nhiên phồn hoa nhất. Sulan còn đẹp hơn. Cái này là tăng thêm hắc đế gì? Tăng thêm ngọn đèn bảo vệ manh mối. Tăng thêm ốc biển nghe sóng manh mối. Còn cái nữa không hết hả? Tăng thêm di tích tàu đắm manh mối. Chưa kịp nữa, hãy đi chụp lại bốn cảnh đẹp này đó. Bây giờ anh em bấm vào trong đây tượng hắc đế. Tượng hắc đế thì nên bay ra ngoài đây. Thường là ra ngoài đây sẽ chụp được nha anh em. Còn đó, anh em thấy cái màu xanh vậy là mình chụp được nha. Mà không biết sao thời tiết bây giờ nó khác. Anh em chia sẻ đi được 20 kim cương, mình không có chia sẻ nên không có kim cương nha. Tháp đèn ngôi sao là cái tháp này nè anh em. Ok, mình sẽ bay qua cái tháp đó. Mình bật mấy chụp hình lên nè. Đó, nè, mỗi lúc mình chụp xong á là nó sẽ hiện lên số 1 nè, thấy không? Bây giờ hồi thám hiểm thì anh em quay lại. Mình cũng không biết cái hồi thám hiểm nằm đâu nữa. Nếu không biết hồi thám hiểm đâu, anh em bấm vô cái bản đồ nằm dưới góc này nè. Đây nó có để nè, anh em thấy không? Bấm lại đó là nó sẽ bay tự động bay lại đó nha. Đó, cái hồi đây nha anh em. Bay lên trên. Rồi mình bật cái máy chụp hình lên. Ok chưa? Chụp nha. Đó. Ok xong. Cái tiếp theo đó là nhà ốc biển. Nhà ốc biển. Mình bấm vô đây đi. Nhà ốc biển nằm ở đâu? Ôi dài 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 dài. Đi ra viện tịch ngữ đi nè. Mình không biết cái nhà ốc biển nằm đâu. Mình bật cái này lên coi. Ôi giời, cái này phải nhà ốc biển không? Đó, mình ngay chỗ viện tịch ngữ hay là vịnh tịch ngữ nha. Cho đại ngư xem hình. Ok, mình vậy là đúng rồi đó anh em. Khiêu chiến cảnh đẹp. Ok, dùng. Tìm được săn kho báu đến. Tìm săn kho báu Sulan. Đến hỏi ông Lương. Khoan nha, cây tam sinh với xề thuyền đắm hả? Cái này là gì? Thám hiểm khu vực Sulan và chụp hai cảnh đẹp. Cây tam sinh.
Thuyền đắm lệ ngàn năm. Mình bấm vào đây coi. Đây cây tâm sinh nó để nè. Nhưng mà cái thuyền đắm thì không biết nằm đâu ha. Anh em để nó tự chạy đi. Em không gửi cho anh em nha. Làm hết hồn. Ở trong liên minh nó có cái chức năng ghi ghi âm á anh em, thì mình ghi âm như vậy thì nó sẽ được cái hoàn thành cái nhiệm vụ nè. Chụp hình nè, cây tâm sinh nè, thuyền đắm lại ngàn năm, còn lại ba. Thuyền đắm, giờ mình đi tìm cái thuyền đắm nằm đâu đây. Cái cây tam sinh á, mình chụp xong á, mình bơi ra phía biển này. Mình đừng có lặn xuống biển nha. Đây mình bật camera lên cho anh em coi. Thấy nó kia quá xa đúng không? Đây là con thuyền đi đắm này. Nãy giờ kiếm lòi mắt luôn. Anh em bay lên cao nha. Quá xa thì nó bay xuống 360 luôn. Anh em cứ bay đi, chừng nào mà nó hiện lên cái chỗ này màu xanh đó, thì mình đó, mình chụp là ok. Đó, tìm di tích đắm tàu một ngán thiệt chứ, kiếm rất là cực luôn anh em. Rồi cái phần cho đại ngư xem hình này. Nhiệm vụ thám hiểm này rất cực nha anh em, làm không có dễ một sớm một chiều luôn. Huy chương thám hiểm. Bây giờ chọn cái nào trước? Cái này bây giờ là tìm sách bí bảo thất truyền, đến hỏi ông Lương. Rồi, cái nào nó cứ tự đi được thì mình cứ bấm theo đi, chừng nào không được nữa thì bắt đầu mình mới đọc câu hỏi và mình mới tìm. Sách bí bảo thất truyền, mình cứ vẽ theo nó thôi nhanh em. Cái này thì hơi cực nhiều. Bây giờ là săn báo, tìm kho báu trên biển. Nữ thần trong theo ánh sáng trường tồn, ra cửa năm bước tựa thuyền trong xa. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái săn báo trên biển trước nha. Cái nhiệm vụ mà săn báo trên biển anh em, thì mình nãy mình đang quay cái máy mình nó hết pin. Anh em coi cái chỗ mà mình đang đứng nha. Đây nè, nó nằm ở giữa tháp đèn ngôi sao với đảo cá nhảy á. Đó, ngay chỗ cái khúc này nha, tọa độ nè. Tọa độ bên đây. Đó, tọa độ nha anh em. Anh em có thể nhập tọa độ này bay thẳng tới đây luôn. Đó, mình sẽ xoay một vòng cho anh em thấy nè. Cái cây hoa anh đào khi nhìn ra đây. Đó. Ok, ra đây là mình sẽ làm xong cái nhiệm vụ đó nha. Còn bây giờ là mở năm rương thần hay là săn báo Sulam, để mình coi mình sẽ làm cái nào trước nha. Ok, thì giờ mình sẽ làm cái này trước đi. Săn báo Sulam trong thành, đến hỏi ông Lương nha.
Trời, giờ nó thêm nhiệm vụ nữa. Bây giờ là đi săn báo Sulan, tìm được kho báu nhắc đến trong sách bí bảo nhất truyền. Anh em để ý ngay chỗ này nha. Đó. Ở đây cũng có thể chụp hình nữa mà. Rồi vào đây. Bấm thử này. Săn kho báu. Ok. Săn kho báu Sulan trong thành hoàn thành nha anh em. Mà anh em chạy ra thì anh em chụp hình luôn nha. Mình chụp hai kiểu luôn. Ok. Vậy bây giờ mình làm cái bí ẩn Linh Châu đi. Tìm chủ nhân của Ngọc Hồn Biển. Anh em bấm vào tọa độ này. Chọn cái mắt thần biển nha. Sau này nó hiện lắm mình không biết. Ok, mình cứ bấm xéo xéo qua để cho nó chạy qua ngoài đi. Mắt thần biển. Ở đây thì mình lặn xuống nha. Giờ mình lặn xuống và bấm cái nút lặn. Bây giờ mình đi tìm người khó quá nè. Bấm lại vào đây. À, quẹo phải. Cái nào mà ấy thì mình cứ chụp đi, chụp hết anh em. Mình lại cái NPC hàng Đức này, anh em lặn xuống chọn cái NPC hàng Đức này nha. Nói chuyện bí ẩn Minh Châu nè. Bỏ qua luôn đi. Ok. Bí ẩn Minh Châu hoàn thành nha anh em. Chụp hình luôn nè. Ok anh em, thì hiện tại cái con đường thám hiểm, hành trình thám hiểm của mình nó sẽ tạm ngừng nha. Thì chừng nào mà có nữa mình sẽ làm một cái video trực tiếp cho anh em nha.